Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2010. Chúng ta đã nghỉ được mấy tháng rồi, hôm nay bắt đầu học lại. Hôm khóa An Cư Kiết Đông chúng ta đã học Tứ Niệm Xứ. Và tôi nhớ tôi đã chia sẻ về thân hành niệm. Tất nhiên là chúng ta chưa có cái phần tổng kết về thân hành niệm. Hôm nay chúng ta làm một cái tổng kết về thân hành niệm và có một chút quy chiếu nó liên hệ đến thiền Đông Độ. Thưa các vị, thiền Đông Độ là thiền mang cái sắc thái rất là đặc thù của thiền tông Trung Hoa. Và cái tiêu ngữ của thiền này nó là trực nhận ra tự tánh không sanh không diệt thì chứng nhập được an lạc, chứng nhập được giải thoát. Và nếu chúng ta chỉ nghiên cứu truyền thống của thiền Đại Thừa hay là thiền Vipassana thì chúng ta thấy dường như những cái truyền thống này nó không có liên hệ gì nhau. Thế nhưng mình có dịp đi vô vài cái mẫu đối thoại của các vị thiền sư thì các vị thấy là nó liên hệ rất là rõ ràng. Ví dụ tôi dẫn ra đây một vài cái mẫu chuyện ngắn thôi. Có một thiền sư tên là Khả Long. Ông sinh vào hậu bán thế kỷ thứ 10, tức là khoảng 950, làm quá chủ của một đạo tràng kia. Một hôm có một vị thiền khách tới hỏi thế nào là đạo, như hà thì đạo. Ông đáp một câu, chính là đạo. Người ta hỏi thêm một câu thứ hai nữa, thế nào là người trong đạo? Ông đáp một câu vừa nói với ông, hay là vừa trả lời cho ông biết. Nếu các vị nhìn cái đoạn ngữ luật này thì thấy nó rất giống với công án của nhà thiền. Cái câu thế nào là đạo nó mang cái nội hàm thế nào là Phật, không phải là Đức Phật bên ngoài, mà thế nào là Phật ngay nơi tự tâm của anh. Hay diễn dịch một cách rất là dễ hiểu, đó là chúng ta là những người tu, chúng ta tầm, chúng ta mơ ước được giải thoát, được niết bàn, được chứng quả chánh giác. Thì cái câu hỏi của thiền sinh ngày xưa đó là làm thế nào để chứng nghiệm niết bàn ngay nơi trái tim của con, chứng nghiệm giải thoát ngay bây giờ và ở đây. Hay cái câu diễn dịch dễ hiểu hơn nữa là thế này, cái gì là cái không sinh không diệt nơi hình hài sinh diệt này? Chúng ta có một cái niềm mơ ước, đó là chúng ta tu theo truyền thống nào cũng có một niềm mơ ước chung, đó là làm thế nào vượt thoát tự sinh, an trú được trong cái trạng thái không sinh và không diệt, vượt thoát sầu khổ bất an. Thì cái câu thế nào là đạo nó mang cái nội hàm như vậy. Và thiền sư trả lời là chính là đạo. Có nghĩa là gì? Ngay câu hỏi ta đó, chính cái đó là cái không sinh không diệt, chính cái đó là Phật, chính cái đó là giải thoát, chính cái đó là niết bàn. Chứ không có gì khác hết. Rồi cái người học đạo kia hỏi thêm một câu là thế nào là người ở trong đạo, tức là thế nào là người sống được với đạo, an trú được trong cái thể tịch diệt pháp thân. Thì ông đáp câu thứ hai nữa là vừa trả lời cho ông. Có nghĩa là gì? Ví dụ như hỏi cái câu là ông đã ngộ đạo chưa, ông có đang sống được với đạo hay không,
ông có an trú trong tâm Phật, không xin công việc của ông hay không? Thì ông cũng trả lời là vừa trả lời cho ông. Ví dụ như ta hiểu cái câu này, đó là thế nào là người ở trong đạo, có nghĩa là tôi đã hiểu được điều ông nói rồi đó. Bây giờ làm thế nào tôi có thể sống được với cái tự thể đạo của chính tôi? Thì Ngài cũng trả lời là tôi vừa nói cho ông biết rồi đó. Câu trả lời vừa rồi là đã chỉ con đường vô. Mình hiểu thế nào về việc này? Đó là một công án thiền. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chuyện này nó không có khó hiểu lắm nếu chúng ta liên hệ nó đến cái niệm thân hành. Niệm thân hành nghĩa là gì? Cái phần chúng ta học hôm trong khóa an cư đó là Đức Thế Tôn dạy phần niệm thân hành cuối, đó là đi tới đi lui, co tay duỗi tay, nghiêng đầu, nheo mắt, ho hen khạc nhổ. Tức là mọi cái động thái của thân anh phải điều dùng cái năng lực nhận biết của anh, nhận biết tỏ tường, không có cái gì thoát khỏi sự kiểm soát, không có gì thoát khỏi sự nhận biết của anh, gọi là niệm thân hành. Nó mang một cái hàm nghĩa, đó là ta dùng cái năng lực chánh niệm rọi sáng toàn bộ thân của ta, từ bên ngoài cho tới bên trong, từ trên đầu cho tới dưới chân. Trong cái lúc yên tĩnh cũng như cái lúc lay động, tức là ngồi yên cũng dùng năng lực nhận biết tỏ sáng quán chiếu toàn thân, mà lúc nói năng, lúc đi tới đi lui, lúc làm việc, lúc hắt xì, lúc ho hen, lúc ăn. Rồi người tu giỏi thì thưa các vị, ngủ thì thân tứ đại ngủ, nhưng mà cái sự nhận biết chánh niệm nó không được quyền mờ tối, thì gọi đó là niệm thân hành. Và từ cái điều này ta quy chiếu cái lại, thưa các vị, hỏi thế nào là đạo, có nghĩa là gì? Nếu anh luôn an trú trong cái năng lực chánh niệm tỉnh sáng thì không hề có một cái câu hỏi nào ra mà không bị cái năng lượng chánh niệm nhận biết, nó nhận biết tỏ tường cả. Và cũng không hề có một câu đáp nào không tuôn ra từ năng lực chánh niệm của anh mà nó tuôn ra cả. Anh hỏi, anh cũng an trú trong sự nhận biết để hỏi. Anh trả lời, anh cũng an trú trong sự nhận biết để trả lời. Cái từ ở đây chúng ta thường dùng là thắp sáng ngọn đèn chánh niệm từ bên trong, từ thân tới bên ngoài. Niệm thân hành nghĩa là anh làm cho toàn thân của anh nó được bao trùm, được phủ đầy năng lực của sự nhận biết, gọi là niệm thân hành. Ví dụ mình nhắm mắt, thế nhưng mà cái sự nhận biết nó vẫn phải có mặt, nó phải bao trùm cả thân và tâm từ bên trong hay tới bên ngoài. Rồi mình đi, mình ngồi, mình ăn, mình nói, mình cười, mình đưa tay, mình kéo tay, vân vân. Mọi cái hành động từ nhỏ tới lớn của thân đều phải được cái năng lực chánh niệm soi sáng, không có được thiếu vắng lúc nào cả. Và cái năng lực nhận biết này nó như không gian bao trùm toàn thân của anh. Anh thử hình dung là anh có đi nơi nào mà vượt khỏi ngoài không gian không? Thân anh luôn tiếp xúc với không gian bên ngoài. Và anh thở vào thở ra là hư không bên ngoài, oxy bên ngoài đi vào bên trong tự thân anh. Thế thì cái năng lực nhận biết của chánh niệm nó cũng như thế. Nó bao trùm từ bên ngoài cho tới nó thẩm thấu từng tế bào trong tự thân anh, gọi là niệm thân hành. Và từ ánh sáng của thiền nguyên thủy này, các vị dùng nó để rọi vào cái đoạn ngữ lục của Ngài Khả Long thì các vị thấy không hề có cái gì khác biệt giữa lời dạy của Đức Thế Tôn với cái cách thực tập của các vị thiền sư cả. Đó là một đoạn thứ nhất mình dẫn để cho các vị thấy nó rất là liên hệ nhau. Đoạn thứ hai,
Ngài Quốc Sư Huệ An, tức là một vị thầy của hai đời vua nhà Đường, Huệ An Quốc Sư. Thưa các vị, đặc biệt là cái thời này rất là nhiều vị thầy lỗi lạc. Thời của nữ hoàng Võ Tắc Thiên có mặt. Thời đó thì Lục Tổ Huệ Năng nè, Thần Tú Đại Sư nè, Huệ An Quốc Sư nè. Đó là những vị thầy rất là lỗi lạc. Người ta hỏi Ngài một câu thế này: thế nào là ý của Tổ Sư từ Ấn Độ sang? Câu này thì ai cũng quen cả. Vân Hà thì Tổ Sư Tây La Ý. Thế nào là ý chỉ cương yếu nhất, ách yếu nhất, quan trọng nhất của các vị Tổ Sư từ Ấn Độ sang đây? Tức là Ngài đã vượt biển qua Trung Hoa làm cái gì? Ngài truyền cái pháp môn Đốn Giáo để người ta nhận ra được tâm Phật bất sinh và tu thành Phật. Thì cái gì là cái điều quan trọng nhất của Tổ Đạt Ma truyền đạt cho người dân Trung Hoa? Quốc sư nói: hỏi ý của Tổ Sư làm cái chi? Ông không hỏi ý của ông đi. Hà bất vấn tự kỷ ý? Sao không hỏi ý của ông? Hỏi chỉ ý của người khác. Và ông Tăng này cũng rất là dễ thương. Nghe Ngài Huệ An Quốc Sư bàn như thế cho nên ông nói: thế nào là ý của con? Tức là thế nào là tâm của con? Thế nào là Phật của con? Ngài Huệ An Ngài nói là: hãy quán tác dụng mật nơi chính ông. Hãy quán chiếu, hãy thầm nhận ra cái tác dụng thầm lặng nơi ông. Ông nhận ra được nó thì ông nhận ra cái gì là Phật của ông. Đương quán mật tác dụng. Ngài dạy cho một cái câu là đương quán mật tác dụng. Dịch gọn đó là hãy nhìn cái tác dụng thầm nơi chính ông. Tác dụng nổi đó là ta đưa tay, ta bước đi, ta nói năng, ta cười cợt. Tác dụng thầm là cái thầm lặng nó điều hành bên trong, gọi là tác dụng thầm. Và ông Tăng kêu hỏi chứ: thế nào là tác dụng thầm nơi tự thân con? Cái gì là cái thầm lặng nó tuôn chảy bên trong tự thân con? Xin Ngài chỉ cho ra cái ấy để con nắm bắt, con tu tập, con chứng nghiệp. Và thưa các vị, quốc sư làm mỗi việc thôi. Tức là ổng nhắm mắt lại, ổng mở mắt ra. Thông thường ta nheo mắt, tức là ta chớp rất là nhanh, con này nhắm vậy, mở ra. Tác dụng mật của ta thì như vậy đó. Tác dụng mật của ông là vậy đó. Cái năng lực thầm lặng tuôn chảy không bao giờ dứt trong thân của ông. Tức là cái năng lực không sinh không diệt, hay là năng lực Phật của ông, nó giản dị vô cùng, chỉ là một cái việc là nhắm mắt rồi mở mắt ra mà thôi. Thế thì ta hiểu thế nào về đoạn nhân duyên này? Và thưa đại chúng, hiểu ngần này rồi thì các vị có niềm tin vững chắc với niệm thân hành. Và cái hay là vị tăng này đảnh lễ Ngài liền khi Ngài chỉ ra cái tác dụng mật như vậy. Vị tăng kia thể ngộ ra được đạo, đảnh lễ Ngài Huệ An Quốc Sư: xin tạ ơn sự dạy dỗ của Thầy từ bi vô lượng đã làm cho con thoát khổ. Và thưa đại chúng, là ta cứ tưởng cái việc mình bước đi, mình nheo mắt, mình nhướng mày, mình ho he, mình nói năng là cái việc bình thường của thân. Thưa không phải như vậy. Nếu các vị không có cái tâm bên trong, tức là nếu các vị không có cái năng lực màu nhiệm của tâm thức vận hành bên trong, thì các vị không thể điều động được thân của các vị.
Và cái phần tâm thức vận hành bên trong, nếu mà ở mức độ cạn, đó là những cái suy nghĩ của các vị, cái buồn vui của các vị, cái hờn giận của các vị, cái bất an của các vị. Nếu mình cạn á, thì mình nhìn ngay chuyện đó thôi. Thế nhưng mà cái điều quốc sư ngài chỉ nó sâu hơn cái phần đó, tức là cái phần điều hành luôn làm nền tảng cho những cái buồn giận ghét thương suy nghĩ bồng bềnh bên trong của các vị. Cái đó các vị đi vào chiều sâu nhận ra ngay nơi chính các vị, thì các vị có một niềm tin rất là vững chắc rằng ấy là cái tâm Phật bất động, không sinh không diệt. Và thưa đại chúng là thiền Đông Độ họ khai thác gần đó thôi, chỉ để cho các vị đi vào chiều sâu nơi năm uẩn của các vị, nhận ra cái năng lực bất động đang có mặt trong hình hài sinh diệt này. Thể ngộ được nó thì an ổn một đời, gọi là thấy được tánh không sinh không diệt. Ngang rồi đó là chấm dứt cái nỗi khổ lang thang. Và cái chuyện này thưa đại chúng là nó dễ ợt, phải mình không chịu ngộ thôi. Mình thích bồng bềnh, mình thích luyện mình vào buồn vào giận, mình thấy mình là buồn là giận, thấy mình là sự suy nghĩ, thấy mình là nỗi lo âu, thấy mình là những cái thất vọng tràn trề. Trong khi thực tế các vị không phải những cái phần ấy, các vị ở chiều sâu kia. Các vị là cái phần nền tảng, các vị nhìn thấy những cái nỗi niềm đó kia. Có điều mình không có đủ niềm tin. Mình thích nổi trên bề mặt khơi khơi thôi. Mình thích là một tảng băng ở phần trên, mình không nghĩ rằng mình là phần băng chìm ở dưới. Nếu các vị thấy các vị là cái phần băng chìm phía dưới biển á, thì các vị mênh mông hơn nhiều. Nhưng mà tới đó nó vẫn còn chưa đạt đến cái chỗ thâm ngộ của nhà thiền. Cái thâm ngộ sâu hơn nữa đó là các vị không phải là cái phần băng nổi, không phải phần băng chìm, mà các vị là nước kia. Các vị sẽ tan trở về biển mênh mông kia. Đó là cái con đường khai ngộ của truyền thống thiền Đông Độ, nó là như vậy. Tất nhiên cái công án này chúng ta khai thác ở phần cạn để ứng dụng nó trong cái việc thực tập về niệm thân hành. Thưa đại chúng, niệm thân hành là một cái con đường tuyệt vời nhất mà nếu làm cho sung mãn. Đức Thế Tôn dạy là nếu anh niệm thân hành sung mãn thì anh chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán hiện thời, chứ không phải là cái chuyện nhãn gì đâu. Trong Tăng Chi Bộ Kinh có một đoạn mình đọc ra đây: này các tỳ kheo, có một pháp môn này được tu tập, được làm cho sung mãn, sẽ đưa đến quả báo lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi khổ ách, chứng được chánh tri kiến, hiện tại được lạc trú và chứng ngộ được minh và giải thoát, tức là tam minh lục thông giải thoát có mặt ở trong niệm thân hành, thưa các vị. Và cái nền tảng này không phải để chúng ta tu để làm điệu làm bộ đi ra đường để người ta kính trọng đâu, không. Cái chuyện của chúng ta đó là cái chuyện chứng nghiệm thánh quả, chuyện thành tựu giải thoát. Còn những cái lặt vặt đời thường có phẩm hạnh người tu đi đứng đoan trang, thưa các vị, cái đó là cái phần rất cạn. Nó biểu hiện một cách tự nhiên thôi, chứ không phải là cái sự mong muốn gì hết. Còn cái phần thâm sâu Đức Thế Tôn muốn truyền đạt đó là các vị chứng nghiệm tam minh lục thông hiện đời bằng niệm thân hành. Mình đừng tưởng pháp môn của Đức Thế Tôn dạy đó là một loại thuốc trị sổ mũi nhức đầu, thưa không. Cắt đứt dòng chảy sinh tử luân hồi, đưa anh trực tiếp thể nhập vào niết bàn. Thế mà người tu Phật chúng ta không có niềm tin với chuyện này. Mình cứ tưởng là phải pháp môn gì mới ghê gớm, phải học Hoa Nghiêm Niết Bàn Bát Nhã gì mới ghê gớm, thưa không, không cần. Các vị học một cái niệm thân hành và các vị tu cho nghiêm túc thì hiện đời chứng nghiệm được an lạc, tam minh lục thông có mặt liền trong đời sống hiện tiền. Đây là một đoạn trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và có khi mình tu rồi theo với tháng ngày trôi, mình nghĩ là những cái này học để cho có cái kiến thức về Phật học, hiểu biết. Thưa, không phải như vậy.
Không hề có pháp môn của Đức Thế Tôn học để tăng trưởng kiến thức, mà pháp môn của Ngài dạy là để hành trì, để thành đạt an lạc hiện tiền, chứ không có cái chuyện là tăng trưởng một mớ kiến thức để nói, chứ không. Không phải là cái chuyện vớ vẩn của những học thuyết nhân gian đâu. Thánh pháp của Như Lai có năng lực tẩy sạch phiền não khổ đau, nhấc anh từ cái bờ sinh tử này, đặt anh vào vùng trời Niết Bàn tức khắc. Có khi mình tu lơ phất phơ, mình để cho ngày đoạn tháng qua, mình không quý tiếc đời sống mình. Trong khi đó thưa các vị, nếu nếm được hương vị Phật pháp rồi, các vị không thấy có cái gì hấp dẫn đời sống ta bằng cái việc tu. Mình luyện hết đời sống mình từng phút giây cho việc tu còn chưa đủ. Không có cái loại phiền não nào đụng các vị được cả, không có cái loại buồn giận ghét thương nào chạm đời sống các vị được cả, chạm là trái. Không có một cái loại nghiệp ái nhiễm nào đụng các vị được cả, đụng là trái. Nếu các vị phát Bồ Đề Tâm dũng mãnh mà tu thì nó là như vậy, con đường nó là như vậy, không khác được, không đi con đường khác được. Và cái chuyện tu nó dành cho người đại trí, chứ không phải là dành cho người thường thường lơ phất phơ qua ngày, luyện đời mình vô kiếm cái chút an nhàn của đời sống mà tu được đâu thưa các vị. Mình mà không nỗ lực hết nhiệt tình thưa các vị là mình thiếu nợ của thập phương thí chủ để cho ngày đoạn tháng qua. Và tóm lại một điều thưa đại chúng là ngần này thôi thì các vị thấy cái sự liên hệ giữa thiền Đông Độ và lời Đức Thế Tôn dạy. Và đa phần thiền sư ngày xưa thưa các vị nếm được hương vị Phật pháp rồi, họ miệt mài tu. Ai ở bên lưng nhắc ta? Thì không ai nhắc cả. Cái vô thường nó rượt sau lưng các vị là nó nhắc các vị, chứ không có cần một thầy nào sau lưng cả. Trừ khi mình không sợ chết, trừ khi mình không sợ sinh tử luân hồi thôi. Còn các vị chứng nghiệm cái chết chung quanh, chứng nghiệm cái nỗi chìm của đời sống trong khổ lụy thì các vị tự mình nỗ lực thôi. Không có thầy nào bên cạnh mà để vỗ về an ủi. Khích lệ thì tôi tu, không khích lệ thì không tu, không có chuyện đó. Vận mệnh của ta, đời sống của ta, sinh mạng của ta, cái kiếp tử sinh của ta, ta phải là người làm chủ lấy. Đó là đôi điều để cho các vị thấy sự liên hệ của nó. Và chúng ta chia sẻ hai điều thôi. Điều thứ nhất, mình muốn nói đến cái sự tu tập sung mãn. Mình trích một câu của Tăng Chi Bộ Kinh. Tu tập sung mãn. Thế nào là tu tập sung mãn? Tức là cái nội lực tu của các vị nó tràn đầy, nó dâng lên. Đó là sung mãn. Tâm Bồ Đề nó luôn rừng rực, chứ nó không có bị lu sụt gì cả. Người xưa đến với đạo không phải vì miếng ăn, không phải vì cái mặt, không phải vì cái chuyện an ổn trong một cuộc sống đời thường, mà vì cái chuyện sinh tử mà tu thôi. Cái chuyện chết sống một đời người mà tu thôi. Quyết lòng giải thoát mà tu thôi. Chứ không phải tìm cái sự an ổn bình thường. Không phải ông thầy đó dễ thương rồi tôi theo tôi làm đệ tử. Không phải ông thầy đó có tiếng tâm rồi tôi phát tâm xuất gia, tôi không. Tất cả những điều đó rất là phù phiếm. Vì mỗi một điều đó là giải quyết chuyện tử sinh của chính ta thôi thưa các vị. Và cái năng lực tu nó dâng lên cuồn cuộn, chứ nó không có bao giờ mà bị lui sụp cả. Đó gọi là tu tập sung mãn. Và khi lòng của họ mà bừng bừng như thế thì không có một cái năng lực gì cản trở hết. Chỉ có một đường tu mà thôi. Nó có những yếu tố để chúng ta
ghi nhận thế này. Có ba phần ghi cho các vị đi vô cho nó dễ. Thế nào là sung mãn? Điều thứ nhất, ý chí sung mãn. Điều thứ hai, đó là cái điều kiện sung mãn. Điều thứ ba, đó là pháp lạc sung mãn. Thưa đại chúng, là cái phần này nó rất là quan trọng. Ở đời mà họ không tin họ có thể làm giàu thì người đó không bao giờ làm giàu được. Họ không tin là họ có khả năng học hành đỗ đạt thì họ sẽ không bao giờ đỗ đạt được. Họ không tin là đời sống họ hạnh phúc thì chắc chắn một điều đó là cuộc đời họ chìm trong khổ đau. Và mọi thứ nó đều quyết định bằng năng lực ý chí của các vị. Thế thì thưa đại chúng, là cái con đường tu nó đòi hỏi chúng ta có một ý chí cao hơn đời sống nhân thế gấp hai lần. Đời sống nhân thế người ta thành đạt điều này, điều nọ, điều kia, thành đạt lợi, thành đạt danh, thành đạt tình, tiền, vân vân. Nó là con đường rất là dễ đi, dễ làm. Do vì có một cái thang để đo cái sự thành công rất rõ ràng. Nhưng mà trên con đường tu nó không có cái thang để đo. Nó không có cái cấp bằng để cấp cho các vị đạt đến cái trình độ tâm linh nào cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trên con đường tu nó không có nghỉ hè bao giờ. Anh đi mãi miết. Càng già càng đi giỏi hơn chứ không phải già rồi được quyền nghỉ. Con đường tử sinh chưa chấm dứt thì không được quyền nghỉ ngơi. Thế cho nên nó khó vô cùng. Đòi hỏi ý chí của người này cao gấp 2 lần hay gấp 3 lần người thế gian. Một anh tỷ phú giữa nhân gian, anh làm giàu thưa các vị cũng dễ. Anh vận dụng chỉ có 10 phần ý chí thôi. Với người tu thưa các vị 30 phần, chứ không phải 10 phần có thể tu được. Trong đời sống người tu không có nghỉ hè, không có một ngày nào gọi là ngày nghỉ cả. Đúng nó là như vậy. Thực tế là mỗi một tuần chúng ta có một ngày làm biếng, ngày đó làm biếng ư? Chứ không. Ngày nào cơ thể anh cũng hoạt động, ngày nào anh cũng thở vào thở ra thì không có chuyện ngày làm biếng bao giờ. Ngày đó là ngày dụng công ráo riết nhất cho nên gọi là ngày làm biếng. Đúng là như vậy. Anh nghĩ hết những cái việc bên ngoài, chạy vải bên ngoài, anh quạt tất cả năng lượng đời sống anh vào bên trong để anh sống được với đạo, chứ không phải ngày đó là ngày anh thả trôi. Đó là điều chúng ta nên nhớ, là ý chí phải rất là mạnh, gấp 3 lần người đời. Và mình chưa đủ ý chí để tu thì thưa các vị, cuộc đời mình chỉ bồng bềnh chơi thôi chứ mình không thể thành đạt được cái gì cả. Ở đời không có ý chí thì người ta đã không thành đạt rồi. Còn con đường tu là con đường đi ngược lại thế nhân. Nhân gian thì họ còn thành đạt, còn đo được. Người tu thưa các vị là con đường loại trừ bản ngã, loại trừ chấp trước, làm cho lòng anh càng ngày càng khiêm tốn. Từ cái cồng kềnh của tâm thức anh loại hết để cho nó mênh mông, trống vắng, sạch và như không gian mênh mông. Cái sự đo thành công của người tu đó là đo anh càng ngày càng bỏ chứ không phải càng ngày càng thêm. Do vậy nó khó vô cùng. Và người nào không đủ ý chí thì thưa các vị, một đời lay lắc qua ngày chỉ kiếm miếng ăn cho vui thôi, chứ không đi đến đâu trên đường tu cả. Giỏi hơn thì ông thầy tu kia có được cái chùa. Giỏi hơn thì ông thầy tu hoặc bà sư cô kia có được một nhóm Phật tử để kiếm chút tiền, trả tiền bill vân vân, rồi kiếm miếng sống qua ngày cho vui thôi, chứ không làm gì phát triển được đời sống tâm linh cả. Đó là điều thứ nhất, chúng ta hãy nhớ như vậy. Và nếu anh không là một người tu tốt thì anh hãy là một cư sĩ tốt mà hay hơn. Tại sao? Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà điều này rất đúng thưa các vị. Tại vì anh làm cư sĩ tốt, anh còn đóng góp công sức, tài lực của anh, năng lực của anh cho xã hội. Còn anh làm một người tu mà tồi á, dở,
Thứ nhất là anh nợ cơm áo của người ta. Thứ hai, anh không đáng là một biểu tượng đạo đức để cho xã hội người ta nương nhờ. Thứ ba, anh là người ăn quỵt của người ta. Cho nên thưa đại chúng là riêng bản thân tôi, đệ tử tôi nó xin đi tu nó lại gần chết. Nhưng mà nó chỉ cần nói một câu thưa thầy con muốn về là tốt ạ, thầy cho tiền con về. Thôi tu rất là dễ, mà đi tu khó vô cùng thưa các vị. Đó là điều đầu, xin nhớ cho. Cái con đường tu nó không dành cho những người dở dở ương ương, thưa các vị. Mình đừng nghĩ, mình liên cuộc đời mình vô chùa là người tu, chứ không. Xuất gia chỉ mới một phần thôi. Anh rời bỏ đời sống gia đình, anh ở chùa, giống như anh bỏ cái nhà nhỏ, anh vô cái nhà lớn thôi, chẳng có nghĩa lý gì bao nhiêu cả. Nếu phiền não anh vẫn còn, nếu anh chưa chứng nghiệm được an lạc, thế thì anh không khác gì người đời bao nhiêu cả. Mình nói một vòng như thế để quy chiếu cho lại, thưa các vị, cái phần đầu này nó là nền tảng cho mọi sự thành công. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai là cái điều kiện tu nó sung mãn. Thế nào là điều kiện tu nó sung mãn? Mình đừng có hiểu lầm điều kiện sung mãn đó là ăn no mặc ấm, nhà cao cửa lớn, Phật điện nguy nga, được Phật tử tín đồ cung kính lễ lại, được thầy yêu bạn mến, thưa ông Phật. Tất cả những cái đó có khi nó là nghịch duyên cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Điều kiện sung mãn đầu tiên là pháp tu sung mãn trước. Các vị biết được con đường đi, các vị học vô kinh điển Đức Thế Tôn dạy, các vị nắm vững được pháp môn hành trì, cái đó là cái yêu cầu đầu ạ. Và có những cái thuận duyên đối với cái nhìn của nhân thế, nhưng mà cái nghịch vô cùng đối với đời sống tu của chúng ta. Ví dụ như ở đời người ta nhìn cái chuyện ăn no mặc ấm, nhà cửa sang trọng, được người yêu mến, có đủ tiện nghi, đó là cái điều tốt lành ai cũng ham thích. Thế nhưng với người tu coi chừng đó là một cái loại nó làm lui sụp bồ đề tâm, nó làm cho năng lực tu của chúng ta có khi không dâng lên được. Có khi trong cái điều kiện thiếu thốn khó khăn vô vàng, người ta phát triển cái bồ đề tâm rất là mạnh. Còn trong cái điều kiện được nuôi dưỡng, được cung cấp, được chiều chuộng, thưa các vị, có khi nó trở thành lười nhác, uể oải, kém ý chí và kém đạo lực. Có những loại hạt giống trong thiên nhiên á, nó không phải là mưa, không phải là đất ẩm, mà nó cần đốt kia nó mới bung vỏ ra. Thông thường những loại cổ thụ và loại gỗ quý nó là như vậy. Thế thì thưa các vị, bồ đề tâm của chúng ta nó không phải được nuôi bằng cái điều kiện của sung mãn vật chất đâu. Không phải bằng cái điều kiện của chùa to Phật lớn. Không phải điều kiện của các vị lăn lộn ở trên cái của cải thừa mứa và vung vãi tiêu phí. Không phải như vậy. Một đời sống cần kiệm vừa đủ. Đó là cái sự sung mãn cần thiết về vật chất. Nó có bốn yếu tố là pháp, tài, lưỡng địa. Tài là cái nhu yếu và đời sống, những người bạn pháp và cái hoàn cảnh, cái môi trường thuận lợi. Thưa các vị, bốn điều này có đủ gọi là điều kiện sung mãn, đủ chưa? Cái điều kiện sung mãn quyết định cho bốn điều kiện này, đó là thân của các vị một hình hài khỏe mạnh, không tật bệnh, trẻ trung. Đó là một loại điều kiện tối ưu nhất. Một hình hài bệ rạc, tật bệnh, già yếu lụm cụm, thưa các vị, là chúng ta khó làm cho năng lực tu của mình dâng lên vô cùng. Các vị chỉ tu được từ tuổi trẻ cho tới tuổi 60 thôi. Trên đó thì các vị chỉ có cái là gieo duyên được với đạo thôi, chứ không thể phát triển được đời sống tâm linh. Hãy nhớ như vậy.
cơ thể mình bắt đầu đi xuống rồi, thưa các vị, là năng lực tâm linh của mình nó cũng bắt đầu đi xuống theo. Đức Thế Tôn thành đạo mới 35 tuổi chứ không phải là già đâu. Và đa phần các vị thiền sư đều chứng ngộ đạo lúc còn rất trẻ, 30, 40, 50 trở lui thôi. Trên 50 là anh chỉ xài những cái anh đã có thôi chứ anh không thể làm thêm được cái gì cả. Năng lực trí tuệ lúc bấy giờ nó không có thể tiếp thu được cái gì nữa cả. Học một trang kinh cay cực vô cùng không học được, nhớ một điều Phật dạy cũng không nhớ được. Mà nếu ta vẫn còn trong cái dạng tuổi còn một cái hình hài khỏe mạnh, thưa các vị, đó là điều kiện tối ưu à. Và nếu các vị không có lợi dụng cái điều kiện tối ưu các vị đang có, thân khỏe mạnh, không tật bệnh, không ốm đau, chưa đến nỗi già cả bại liệt, và tất cả những điều kiện này đang có mà không tu nữa, thì chúng ta luyện đời mình vào dòng chảy vô thường, phải trôi cuộc đời một đời và sẽ mất nhiều đời, không có cơ hội gặp được Phật pháp. Đó là điều thứ hai. Chúng ta nói đến cái điều kiện sung mãn. Cái sung mãn thứ ba, thưa các vị, trên hai cái nền này, trên cái nền của các vị có ý chí tu tập là một, có những cái điều kiện để tu là hai. Thì cái điều nó sẽ phát sinh, đó là các vị có được cái niềm vui để tu tập thôi. Tự nhiên là mỗi một ngày sống trong đạo, niềm vui mình đã tự dâng lên. Còn mình không gầy dựng được những phần trên thì thưa đại chúng, là một ngày ở trong già lam, một ngày buồn thảm, mình không tiến bộ được. Và nếu không tiến bộ được thì mình trở thành một cái gai nhọn ở trong tập thể già lam. Mình phiền não, mình bất an, mình quạo quọ, mình gây gỗ, khó chịu vô cùng. Còn nếu các vị tu được, thưa đại chúng, là đời sống của các vị tự nhiên rất là hài hòa. Tự nhiên các vị sống chan hòa giữa lòng đại chúng. Các vị có thể sống với người trẻ, sống với người già, sống với người mới tu, sống với cư sĩ. Rất dễ thương. Không cần làm gì cả, tự nhiên người đó dễ thương. Bởi vì họ tu được, họ có niềm vui từ bên trong của họ sinh ra. Họ như một bông hoa thôi à. Họ tự nở ra về hương thơm, tự tỏ, họ không cần mời ông, mời bướm, mời ai tới gửi hương hết. Còn nếu mình không tu được, không có thành lập được nền tảng của những điều này, thì thưa các vị, mình làm mọi thứ chỉ là bên ngoài mà chơi thôi, chỉ là một loại nghệ thuật lấy lòng nhau mà chơi thôi. Chứ còn hương hoa từ bên trong nó không tự thoát được. Ta vẫn là một loại hoa hồng mà không có bông, chỉ là gai thôi. Còn nếu mà tu được, thiết lập được cái nền tảng tu tập, thế thì cái năng lực của niềm vui trong sự tu tập tự nhiên nó phát sinh. Và họ tu được thì thưa đại chúng, là đời sống của họ nó không có trống trải, không có cần một cái gì để lấp trống bên trong tâm thức họ. Và cái gần nhất đó là họ không cần hí luận, không cần lào xào, không cần chuyện trò, không cần bất cứ những cái than thở gì cả. Tâm thức của họ tràn đầy ý niệm tu rồi, phiền não chen vô lòng họ không nổi đâu, đụng là cháy mất. Và cái điều này nó rất là rõ ràng, thưa đại chúng. Các vị chỉ cần quét mắt một vòng nhìn trong đại chúng thì các vị biết người nào tu được hay không tu được thôi. Anh nào mà phiền não tràn đầy, nhiều cớ sự, nhiều vấn đề, đủ thứ chuyện linh tinh, là anh chàng đó chưa nếm được hương vị của pháp lạc tu hành. Chỉ vậy thôi. Hai ba bữa đắp y lên sám hối, hai ba bữa tới người này xin lỗi, người kia xin lỗi, thưa các vị, là chưa nếm được hương vị chánh pháp cho nên không tu. Lòng của họ, những ý niệm tiêu cực nó luôn sinh trưởng, chứ chẳng có gì lạ cả. Và ngày xưa trong những già lam, thưa các vị, người ta xử phạt với nhau rất dễ dàng, đó là chư tăng mà gây với nhau, ông nào mà lên mét của bà thượng là ông đã bị tội. Ông nào biết thân, lỡ gây với nhau rồi sám hối êm và làm hòa với nhau trước thì thôi yên. Còn ông nào mà dạy khờ lên nói bạch thầy, anh kia lỗi với con, vân vân, thì ông đó quỳ hương, lãnh đủ thôi. Có khi bị đuổi khỏi chúng.
anh nào cứ mang trong lòng rất là nhiều vấn đề, ham lý sự bao nhiêu, anh đó là lỗi lầm nhiều nhất bấy nhiêu. Và tóm lại, thưa các vị, là khi đã có được cái năng lực tu hành, nếm được niềm vui của Pháp rồi, tự nhiên người này họ không có một cái nhu cầu gì cả. Không có nhu cầu giải trí, không có cái nhu cầu thí luận, không có cái nhu cầu làm cái gì cả. Tự thân họ, niềm vui nó sinh tưởng từ bên trong. Đó là phần đầu. Phần thứ hai, nếu các vị tu tập sung mãn rồi thì cái điều chắc chắn là các vị vượt ngang qua tất cả khổ nạn. Mình sợ không tu chứ mình đừng sợ khổ. Tu được mọi cái khổ của đời sống tự nhiên nó rơi rụng. Nó có hai thể loại khổ nó đến với ta. Một là nó đến với người chung quanh, người thân ta. Hai là nó đến với tự thân ta. Chứ chẳng có cái gì khác hơn với ta. Thế nhưng mà các vị an trú được trong chánh pháp thì khổ nó sẽ không đến. Tại sao khổ không đến? Thưa đại chúng, là những cái bất trắc của cuộc đời nó không có từ nan ai cả. Nó bình đẳng như nhau, kể cả Đức Thế Tôn còn tại tiền những cái bất trắc vu khống, họa hại, phân rẽ giáo đoàn, vân vân. Vạn điều khó khăn nó vẫn đổ đến Đức Thế Tôn chứ nó không có tha đâu. Thế nhưng mà Ngài không có khổ. Rồi đời sống ta cũng thế. Mình đừng nghĩ mình tu, mình tạo bao nhiêu phước điền rồi những cái vô thường bất trắc nó không đến với người thân của mình. Bà con mình không ai chết cả, con cái mình không ai chết cả, thưa không. Nó vẫn đến một cách lừng lửng thôi. Có khi cái chết nó chưa đến với ta mà nó đến với bà con xung quanh. Thế thì cái điều Đức Thế Tôn dạy là tu tập mà năng lực sung mãn rồi khổ không đến, nghĩa là gì? Thưa các vị, khi các vị khởi phát cái chánh trí, các vị nhận được ra cái nỗi vô thường thì rõ ràng là ai có hình hài cũng bị sinh và diệt, cũng đến và đi. Bố mẹ ta cũng chết chứ đâu thể sống hoài. Người thân ta có lúc thương ta, có lúc không thương ta, chuyện bình thường. Có lúc người ta cung kính mình, người ta quý trọng mình, có lúc người ta quỷ nhục mình, ta hạ bệ mình. Có lúc người ta dựng mình lên là một thần tượng, có lúc người ta đạp thần tượng chứ người ta đâu để hoài. Chuyện đó chuyện thường thôi. Thế nhưng mà tất cả cái điều đó nó đến, dù hoàn cảnh bên ngoài nó có xảy ra như là trời gầm hay là như động đất, nhưng mà nếu người tu an trú được trong chánh pháp thì chuyện đó nó không đến với họ. Tức là nó không làm cho họ lay động, không làm cho lòng họ trùng xuống, không làm bồn chồn, không làm bất an, không làm cho cái tâm thức của họ nó quay cuồng trong cái chuyện thành bại dở hay của nhân thế, gọi là không đến. Chứ không phải là nó không đến. Đó là chuyện bên ngoài. Mình tu mà dở dở thì mình nghe tin mẹ mình bệnh thì mình khóc mùi. Tu khá hơn tí thì bệnh thì chưa đến nỗi sợ, cái chết cái mình khóc. Tu giỏi hơn nữa thì người thân mình có ra đi, có đến có đi, đó là chuyện rất bình thường. Đó là mình nói chuyện khổ nó đến ở bên ngoài da. Rồi khổ nó đến ngay tự thân của các vị chứ nó đâu có tha. Không có một hình hài nào mà không ủ mầm tật bệnh bên trong cả. Có thể bên trong đây nó đang có cái mầm của ung thư rồi, nhưng mà ta chưa khám, chưa thấy đó thôi. Có thể gan của ta nó đã có bướu ở trong đó, nhưng mà ta chưa khám, chưa thấy đó thôi. Và không ai lường được ngày mai mình ngã cái đuổi ra sao đâu. Chuyện đó là chuyện rất là tất nhiên thôi. Cũng không ai lường được ngày mai là người thân mình chết hay sống là sao đâu.
chưa biết được đâu. Thế thì cái khổ nó sẽ đến với ta, không đến bây giờ thì đến ngày mai. Chuyện đó là chuyện rất chắc. Thế nhưng mà cái hay của chúng ta vượt khổ đó là gì? Nếu anh tu tập giỏi, anh quán chiếu được, thì từng phút từng giây, thưa các vị, anh an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của anh, chứ không phải an trú ngay thân này. Cái chỗ tựa anh không phải là thân, chỗ tựa anh không phải là cái vui buồn này. Anh luôn là cái năng lực chánh niệm nhận biết tất cả những cái sinh diệt của cảm thọ nơi trong anh. Nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, nó phù du như mây trôi. Anh là người thấy nó trôi, thấy nó đi. Thân này nó là món đồ vay mượn, anh sử dụng nó một giai đoạn rồi anh cũng phải bỏ nó đi thôi. Nhận rất rõ về thân này không phải là ta. Rồi nhận rất rõ là vui buồn sinh khởi trong đây không phải là ta. Ta là cái năng lực chánh niệm nhận biết nó thôi. Thế thì ngay cái khổ nó đến, các vị đã vượt ngang rồi. Các vị an trú ngay pháp tu thì khổ không đụng được các vị. Rồi không an trú được ngay pháp tu, không an trú được ngay năng lực chánh niệm thì thưa đại chúng, mà cái khổ nó ngoài xa ta đã bò ra, ta gánh rồi. Ta không cách gì vượt thoát được đâu. Đó là phần thứ hai. Nếu năng lực tu tập sung mãn thì chắc chắn một điều là vượt khổ đó. Có điều mình chưa tin lời Đức Phật dạy. Mình cứ cầu Phật là cho mọi cái khổ nó đừng đến với con, mọi điều may mắn nó luôn ở lại con. Con mãi trẻ, con không có già, con mãi khỏe mạnh, con không có bệnh. Thưa không có chuyện đó. Không có hình hài nào không bệnh cả. Đức Thế Tôn còn bệnh, Đức Thế Tôn còn già, Đức Thế Tôn còn nhập niết bàn. Cái điều vượt thoát khổ là vượt thoát từ bên trong anh, chứ không phải là bên ngoài hình hài. Bên trong có nghĩa là anh an trú được ngay pháp môn tu tập thì anh vượt khổ thôi. Chỉ có ngần đó thôi. Và cái điều thứ ba, đó là thành tựu an lạc. Cái thành tựu an lạc đầu, thưa đại chúng, đó là người mà tu tập được việc thân tâm của họ an tịnh đó. Cách đây một tuần có mấy thiền sinh họ tới đây, họ ở là họ tu. Trong đó có một thằng bé 13 tuổi. Bữa nó pháp thiên, ảnh dịch cho tôi nghe. Tôi mới kinh ngạc. Hỏi nó chứ, tại sao nó đến đây? Và cái điều gì ở Lộc Nguyễn làm cho nó hứng thú ở vậy? Nó thích ở đây là do vì ở đời người ta luôn chạy tới, mục tiêu là phía trước. Còn ở đây là ngay bây giờ, bước chân nào đặt lên là chỗ đó là mục tiêu. Đến đây chứ không cần gì đâu hết. Không biết tôi nói có sai hay không, tôi dịch ý là nó có đúng với cái lời thằng bé nó nói hay không. Nhưng mà nó mới 13 tuổi thôi, thưa các vị. Chắc bé phát thiên ra nó nói là không chuyện đúng hơn tôi. Nhưng mà thưa đại chúng, rất là rõ ràng như vậy thôi à. Đời sống người tu chúng ta, nếu chúng ta niệm thân hành được thì ngay nơi thân và tâm của các vị có sự an tĩnh liền. Ta không có chạy vậy, không có rượt đuổi, không có hướng về phía trước gì cả. Mà ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm ta là pháp lạc có mặt liền. Lúc nào anh cũng dùng cái năng lực nhận biết của anh để nhận biết mọi cái động thái của thân. Tâm thức anh nó không phóng đi đâu cả, nó ở ngay bây giờ và tại đây. Nó bừng sáng ngay bây giờ và tại đây. Thế thì hạnh phúc liền có mặt. Hạnh phúc có mặt từ trong trái tim của anh, nó tuôn chảy ra trong đời sống của ngoài thân này. Thế thì thân nó rất là an, nó không có lao sao, nó không có lay động, nó không có một cái nhu cầu chạy vãi nơi đâu cả. Thân hòa tự nhiên đó, nó yên lắng, nó nhẹ. Và khi tâm thức của ta mà không có ngược xuôi, không có điên đảo, không có chạy vãi, thì năng lực đời sống của mình, năng lượng của thân nó không bị tiêu phí một cách vô tội vạ. Mình không có đốt năng lượng đời mình trong những cái rất là vô ích như chuyện lo âu phiền muộn gì cả. Mình là người thông minh vô cùng, biết bảo trì năng lượng đời sống của mình, cho nên thân mình nó tươi tỉnh, nhẹ,
mới và sống động. Đó là cái lợi ích có mặt ngay nơi thân. Mình có một hình hài, thưa các vị, mà mình xài cạn kiệt cái năng lượng của đời sống hình hài của mình, mình mắc cạn sinh lực của mình cho cái chuyện tức tối, bực bội, buồn giận ghét thương, thì hình hài đó nó bại liệt rất là nhanh. Và tâm của mình mà nó tràn đầy u uẩn, nội kết, thế thì chắc chắn một điều là coi chừng hình hài chúng ta cũng bị ung bướu bên trong mà chúng ta không biết đó thôi. Tâm nó kết lại thành khối thì thân nó cũng có những khối u bên trong thôi. Cái này là cái liên hệ tác động hai chiều thôi. Cơ thể của ta nó có một cái điều rất là kỳ diệu, thưa các vị. Các vị thử hình dung là cái lớp trán của bao tử mình cứ 5 ngày một lần nó lột hết. Gan của mình 2 tháng thì nó hoàn toàn đổ mới, như một lá gan mới. Tế bào của mình nó tự sinh. Và trong vòng 3 năm thôi là toàn bộ những cái hạt nguyên tử nơi tự thân, tức là những hạt cơ bản của tự thân, nó thay đổi hết 98% cái mới. Chỉ còn phần bé nhỏ là hình hài cũ thôi. Nghĩa là trong 3 năm anh là một con người mới. Thế thì cái điều tất nhiên đó là khi tâm ta an thì thưa đại chúng là tật bệnh của thân nó sẽ theo với cái năng lực tu của các vị mà nó được loại trừ. Còn lòng của các vị mà tràn đầy bất an thì thân của các vị tật bệnh, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Hai cái này nó tác động hỗ tương với nhau. Cho nên khi mà cái năng lực tu tập sung mãn thì điều đầu tiên nó có mặt là thân và tâm nó rất là an tịnh. Đây là cái việc thành đạt rất là dễ thấy, và nếu chúng ta tu thì chúng ta chứng nghiệm được, chứ không có căn gì cả. Cái điều thứ hai nó cũng phát sinh nữa là khi các vị tu tập sung mãn thì tự nhiên các vị rời được ác pháp. Tâm của mình nó không có một cái chút thì giờ rảnh rang để nó nghĩ, vẫn nghĩ vơ, để nó buồn, để nó giận, để nó ghét, để nó thương. Thế thì nó được trong veo một màu rất là trong sáng. Cho nên ác pháp, tức là những cái pháp tạp nhiễm, phiền não nó không có sinh trưởng trong tâm thức của anh. Anh khởi một ý niệm thì ý niệm đó là ý niệm thương yêu, tha thứ, độ lượng và bao dung. Và cái điều này nó phát cái loại sống hiền thiện, nó có năng lực tuyệt vời là nó nuôi dưỡng lại tự thân anh. Một cái tư tưởng lành nó khởi lên trong tâm thức, nó có năng lực màu nhiệm là nó nuôi dưỡng lại tự thân ta. Rồi một cái tư tưởng tiêu cực như giận, như tức, như bất an, nó có công năng tàn phá lại thân ta. Và tu tập sung mãn thì thưa các vị, cái điều đầu dễ thấy là tự nhiên ta rời được những cái pháp phiền não sinh khởi trong tâm. Thân và tâm an trú trong pháp lành, rời tất cả những ác pháp. Lúc bây giờ thì dù không muốn, từ bi nó cũng tuôn chảy. Dù không muốn nhưng mà tâm nó vẫn hiền thiện. Anh không thể khởi tâm ác hại ai, quán trách ai, thù ghét ai cả. Đó là điều tự nhiên thôi. Và cái điều thứ ba đó là thành tựu thiện pháp. Mình càng tu tập thì thưa đại chúng là cái điều chắc chắn là những pháp lành tự nhiên nó tràn đầy thôi. Ác pháp lần lần nó rời khỏi thân tâm ta, và tất cả thiện pháp nó tràn đầy thân tâm ta. Và thưa đại chúng là tất cả các bậc thầy làm được đạo, giáo hóa được chúng sinh, hay là làm được Phật sự lớn, Phật sự nhỏ gì, đều lấy cái nền của thiện pháp làm căn bản cả. Không có ai mà vận dụng trí lự, tính toán, mưu đồ để làm được việc đâu. Mọi cái sự thành công của các bậc thầy đều đặt cái nền tảng trên thiện pháp. Tâm không đủ lành, thiện pháp không đủ vững thì sự nghiệp đạo nó gãy đổ rất là dễ dàng. Và con đường tu, thưa các vị, là tu tập sung mãn niệm thân hành thôi, thì cái hướng mở ra trong tương lai đó là những bậc thầy này sẽ làm được đạo.
Cái chuyện nó tất nhiên là như vậy. Khi thiện pháp anh đầy, năng lượng lành của anh tỏ rộng, thế thì cái sức hút của anh, cái khả năng chinh phục của anh, khả năng giảng dạy của anh, khả năng ảnh hưởng tới người khác, tự nhiên nó đến thôi. Chứ không cần mời gọi, không cần làm gì cả, không cần dùng cái thủ thuật gì để chinh phục ai cả. Thiện pháp nó đầy, tự nhiên người ta làm được vô vàn thiện sự. Và thiện pháp nó sinh trưởng thì cái nền, cái chân đế rất là vững vàng, để từ đó trí tuệ nó sinh trưởng. Và cái sự sung mãn cuối cùng đó là chứng nghiệm được, chứng nghiệm an lạc và giải thoát hiện tiền. Thưa đại chúng, là cái này là cái đích chính của người tu chúng ta ngắm. Mình tu mà mình không nếm được cái hương vị của an lạc, của giải thoát, lòng mình nó triền phược, lòng mình nó tràn đầy phiền não, nó bị ràng buộc vào đủ mọi thứ, thế thì cái năng lực tu của mình chưa dâng lên. Và mình sống lay lắt cho qua ngày, cho vui trong cuộc đời thôi, chứ mình chưa làm được gì cho cuộc đời của chính mình đâu. Cho nên cái cuối cùng của sự thành tựu tu hành, khi anh tu tập sung mãn rồi thì cái điều này anh nếm được ngay trong hiện đời. Đó là vấn đề thứ nhất mình chia sẻ. Còn 15 phút nữa rồi. Dành 15 phút để cho các vị đặt những câu hỏi cần thiết. Thưa các vị, là ngày xưa vào thời Đường, Đường Thế Dân là một vị vua khởi nghiệp nhà Đường, ông là một vị vua rất là anh minh. Một hôm xử lý việc điều chính xong rồi, ông đi vô, mặt ông đằng đằng sát khí, ông rất là giận. Ông nói là ta nhất định phải giết cái tên thừa tướng Đường Triều. Cái tên già nhà quê này rất ư là khó chịu. Và hoàng hậu của ông nói, tâu bệ hạ, hôm nay cớ gì mà bệ hạ nổi cơn thịnh nộ như vậy? Đường Thế Dân nói là cái tên Quỷ Trưng kia, trước mặt bá quan văn võ mà nó gân cổ, nó cãi với ta, nó sỉ nhục ta, ta giận vô cùng, nhất định là ta phải giết nó. Cái bà hoàng hậu kia, bà nghe nói xong rồi bà quầy quả trở về cung, bà mặc triều phục, tức là mặc cái áo để đi cầu vua đó. Bà tới bà phủ phục bà lại trước mặt của Đường Thế Dân. Đường Thế Dân kinh ngạc, nói, ồ, chánh cung hoàng hậu hôm nay có việc gì mà làm lễ triều kiến ta? Hoàng hậu nói, dạ tâu bệ hạ, thần thiếp nghe nói rằng một vị minh quân mới có những trung thần ngang nhiên can gián, dám nói thẳng những lỗi của vị minh quân. Thần thiếp rất mừng bệ hạ là một vị minh quân, cho nên có một tên thừa tướng ngang nhiên cãi lộn với bệ hạ. Nhà vua nghe câu này rất là thích chí. Ồ, đúng, chưa có một ông vua nào mà tôi thần nó dám ngang nhiên nó cân cổ lên nó cãi, và cãi cho bằng được những lý lẽ phải của nó. Nó thấy phải là nó cãi thôi. Và thưa các vị, là cái triều đại của nhà Đường trên Trung Quốc nó kéo dài tới 300 năm. Và khởi nghiệp đầu tiên là một ông vua như thế. Một hôm nhà vua đọc một cái văn bản của tiền triều để lại. Vua nói là ta kinh ngạc làm sao, cái người viết nên văn bản này tài tuấn thông minh, học rộng mênh mông, thế mà tại sao hắn làm cho đổ nghiệp của tiên đế hắn, đến đổi là sự nghiệp gầy dựng cả một vương quốc mênh mông mà lọt vào tay ta như thế này. Thì cũng cái tên thừa tướng Ngụy Trưng nó nói, dạ tâu bệ hạ, thông minh tài tuấn chưa hẳn là người quyết định được và làm cho đế nghiệp vững bền. Một vị vua ngoài cái thông minh tài tuấn ra còn biết lắng nghe lời của những người của tôi thần phản bác ý kiến mà biết tiếp thu, đó là một vị vua làm để đế nghiệp vững bền.
Thưa các vị, mình kể câu chuyện này để quy kết lại cái sinh hoạt đời thường của chúng ta thôi. Trong đời sống thường ngày ở thế gian, tâm thức của người Việt Nam đặc biệt rất là phụ quyền, tức là quyền gia trưởng rất là nặng. Ổng là duy nhất, ổng là vua thôi. Mọi người đều là thần dân cả, hoàng đế phán là phải nghe thôi. Đó là tâm thức Đông Phương, đó là như vậy. Và rất là nhiều cái tình trạng đổ vỡ trong đời sống gia đình của những người Phật tử Việt Nam có mặt trên đất nước này. Rồi cái truyền thống đó nó cũng ăn vô thế giới nhà chùa chứ nó không có tha đâu, tại vì cái sinh hoạt tôn giáo nó sinh ra từ văn hóa Đông Phương mà. Và nó đi vô thế giới nhà chùa, thế thì quyền uy của vị thầy rất là quan trọng. Ổng là hoàng đế à. Và thưa các vị, hoàng đế minh quân thì khó kiếm, nhưng mà hoàng đế càng về già càng nghe lời toan hót của định thần thì rất nhiều trong lịch sử. Cho nên già Lam tự viện nào mà thoát khỏi cái nạn bị những sủng thần, tức là những đứa đệ tử mà yêu mến mà nó toan hót á, biết nghe khắp hết mọi người, đó là già Lam hưng thịnh á. Dòng chảy tu đó là dòng chảy tu rất là bền. Còn già Lam nào mà chỉ một nhóm người cận vệ của mình, gần gũi với mình, nói mình nghe, thì coi chừng dòng tu đó một đời hai đời rồi trở thành văng bóng một thời, không kéo dài được. Đa phần đó là như vậy. Trong một già Lam tự viện nào mà cái sinh hoạt đời sống của tăng đoàn nơi đó chan hòa, thương yêu, đùm bọc, lắng nghe, chia sẻ những cái nỗi niềm, từ cái khó khăn cho tới cái niềm vui, thì già Lam tự viện nó bền và năng lực tu của chư tăng nơi đó dâng cao. Còn nơi nào đời sống nơi đó nó có vẻ kiêu kỳ là một, và quan liêu cách biệt là hai, thế thì cái đời sống của già Lam đó, cái suy thoái về đời sống tu hành nó đang đi xuống đó. Làm sư huynh, làm sư chị hay làm sư anh, làm sư chị mà cái phong cách của mình là trịch thượng kể cả, đó là cái cách mà mình làm cho thế hệ sau nó không có đóng góp tài năng của nó là một. Mình làm cho dòng chảy của dòng tu đó mau chết sớm là hai. Thầy mình không có khả năng nuôi dưỡng các em bằng chính tự thân của những người anh, những người chị đâu. Và cái vụng về nó xảy ra, người ta đánh giá nó là thế này, là năng lực tu nơi nó đang đi xuống đó. Rất thiếu người chăm sóc nhau, cái đời sống nó không có chan hòa, không yêu thương. Người ta chỉ vận dụng cái quyền uy để hành xử, nó kém đi cái chất tu hành vô cùng. Thông thường ở đời người không có tài họ mới dùng quyền uy, người có tài họ không có dùng quyền uy đâu. Họ đủ năng lực, đủ tài ba thì hạ đều sợ hết. Thì trong đạo thì người có đức không cần dùng quyền, đức lành của họ phủ trùm thôi à. Còn mình mà không có đức tu á thì mình cần dùng cái quyền. Và người anh người chị nào trong già Lam mà sử dụng tới quyền, coi chừng mình đang thiếu cái đức, mình không có giỏi tu. Tóm lại một điều là chỉ cần an trú được trong pháp môn tu thôi thì mọi cái khó khăn của già Lam tự viện nó đi ngang qua hết. Mọi cái bất hòa trong đại chúng tự nhiên nó không sinh khởi. Và cái điều hẳn nhiên đó là cái năng lực tu của một cái già Lam kia nó lên bừng bừng thôi. Họ không cần mời gọi ai hết, tự nhiên thiên hạ cũng đến và hưởng cái năng lượng lành của sự tu tập. Còn nếu mình không có năng lực tu trong nội bộ á, đại chúng mình mà trong cái điều kiện tốt lành mà không có nỗ lực tu cá nhân á, để làm cho cái cộng nghiệp, cái năng lượng cộng hưởng của từ trường tu tập của mình nó dâng lên, nó lớn lên á, thế thì thưa đại chúng, là điều thứ nhất là mình cô phụ niềm tin của Phật tử tín đồ gửi gắm lên chính mình. Điều thứ hai, mình cô phụ đời sống mình luôn.
Mình luyện đời mình trong già lam 5 năm, 10 năm mà mình chẳng tiến bộ chi. Thì cuối cùng thưa các vị, cái vô thường nó không có tha ai đâu. Sẽ tới lúc hình hài của các vị nó ốm, gầy, bệnh hoạn. Và cái chết nó đến, nó không có hẹn hò gì ta cả. Chưa nói đến cái chết già thêm 10 tuổi nữa, không tu được. Chỉ ngồi đó mà niệm Phật lai rai, mong Đức Di Đà tới đón thôi. Chứ các vị không có làm gì để chuyển hóa được nghiệp của các vị cả. Cả một đống phiền não khổ đau, nghiệp thức của các vị không thể vung vãi nó đi đâu cả. Các vị ôm theo qua tới kiếp sau thôi. Thế thì, ngay trong lúc thân hình còn khỏe mạnh, còn tốt lành đây, mà không có nương và thần lực của Tam Bảo, nương cái điều kiện tốt lành mình đang có đi tu, đó là mình tự cô phụ mình. Và thực tế là nếu chúng ta mà nhiệt tình, bồ đề tâm của chúng ta mà dâng lên, thì thưa đại chúng là không có cái gì trở ngại để sống tu các vị cả. Không có cái phiền não đụng được các vị cả. Không có cái bất hòa nào các vị không có buông nó, không có xả ly nó dễ dàng nữa. Chúng ta nghỉ mấy tháng rồi, không ngờ là các vị cũng rất là hăng hái để ngồi nghe và yểm trợ cho một cái buổi học sinh động. Và xin cảm ơn tấm lòng của đại chúng đã đóng góp cho cái sinh khí của một lớp học. Hẹn thứ tư tuần sau gặp lại.